Tối ngày 22 tháng 9, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố. Cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố. Và Vũ Hoàng Dũng, sinh năm 1987, nghề nghiệp lao động tự do, cùng về tội đưa hối lộ. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1977, nghề nghiệp, trưởng phòng thương mại điện tử, công ty cổ phần hàng không Vietjet. Trần Thanh Nhã, sinh năm 1991, nghề nghiệp lao động tự do và Đặng Nhật Đức, sinh năm 1975, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Top Asian Japan cùng về tội đưa hối lộ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can có lý lịch nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.